Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 1 đến 18 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2022. Tây Ninh ghi nhận 448 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 22 ca so với ngày 15 tháng 1. Cụ thể, tách dương sàng lọc 448 ca, trong đó ngoài tỉnh 3 ca, thành phố Tây Ninh 89 ca, giảm 27, trong đó Bình Minh 6 ca, Hiệp Ninh 11 ca, Ninh Sơn 6 ca, Ninh Thạnh 6 ca phường 1 16 ca, phường 2 9 ca, phường 3 5 ca, phường 4 6 ca, Tân Bình 7 ca, Thành Tân 17 ca. Huyện Dương Minh Châu 80 ca, giảm 53, trong đó Bầu Năng 7 ca, Bến Củi 9 ca, Cầu Khởi 5 ca, Cha La 14 ca, Lộc Ninh 7 ca, Xã Phan 4 ca, Phước Minh 5 ca, Phước Ninh 4 ca, Suối Đá 13 ca, Thị trấn Dương Minh Châu 4 ca, Trung Mít 8 ca huyện Tân Biên 79 ca tăng 54, trong đó Hòa Hiệp 14 ca, Mỏ Công 15 ca, Tân Bình 4 ca, Tân Lập 5 ca, Tân Phong 12 ca, Thạnh Bình 13 ca, Thạnh Tây 4 ca, thị trấn Tân Biên 7 ca, Trà Phong 5 ca. Huyện Châu Thành 58 ca tăng 19, trong đó An Bình 1 ca, Biên Giới 1 ca, Đồng Khởi 1 ca, Hảo Đức 1 ca, Hòa Thạnh 7 ca, Long Vĩnh 3 ca, Ninh Điền 1 ca, Phước Vinh 15 ca, và Thái Bình 8 ca, Thanh Điền 11 ca, Thành Long 3 ca, thị trấn Châu Thành 6 ca, huyện Tân Châu 43 ca giảm 12, trong đó Suối Dầy 5 ca, Suối Ngô 4 ca, Tân Đông 1 ca, Tân Hà 2 ca, Tân Hiệp 3 ca, Tân Hòa 4 ca, Tân Hội 1 ca, Tân Hưng 3 ca, Tân Phú 1 ca, Tân Thành 7 ca, Thành Đông 4 ca, thị trấn Tân Châu 8 ca, thị xã Hòa Thành 34 ca giảm 5 trong đó Hiệp Tân 2 ca, phương Long Hoa 1 ca, Long Thành Bắc 4 ca, Long Thành Nam 3 ca, Long Thành Trung 10 ca, Trường Đông 5 ca, Trường Hoa 3 ca, Trường Tây 6 ca. Thị xã Trắng Bàng 32 ca, tăng 2, trong đó An Hòa 7 ca, An Tịnh 2 ca, Đông Thuận 4 ca, Gia Lộc 4 ca, Hưng Thuận 2 ca, Lộc Hưng 3 ca, Phước Bình 3 ca, Phương Trắng Bàng 7 ca. Huyện Bến Cầu 22 ca giảm 3, trong đó Long Chữ 5 ca, Long Khánh 4 ca, Long Phước 2 ca, Long Thuận 4 ca, thị trấn Bến Cầu 4 ca, Tiên Thuận 3 ca. Quỹ Qua Dầu 8 ca tăng 4, trong đó Cẩm Giang 1 ca, Phước Đông 1 ca, Phước Thành 1 ca, Phước Trạch 1 ca, Thanh Phước 2 ca, thị trấn Gò Dầu 2 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 225 người, cách ly tại nhà 5.462 người. Về công tác điều trị, bệnh nhân đang điều trị 5.804 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay 93.174 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày 16 tháng 1 là 384 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân được xuất viện từ đầu dịch đến nay 86.604 bệnh nhân. Số ca tử vong trong ngày 3 ca và tính từ đầu dịch đến nay đã có 766 ca tử vong. Phong tỏa đến ngày 16 tháng 1 năm 2022 tỉnh đã thiết lập 1.394 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 217 vùng, 1.177 vùng đã giải tỏa. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 16 tháng 1, chưa phát sinh hồ sơ mới. Tổng số đã chi hỗ trợ đến ngày 16 tháng 1 năm 2022, hơn 260.000 người, với số tiền hơn 444 tỷ đồng.